Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng ngoại giao tuần này liên quan tới các lãnh sự quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ chỉ là sự kiện mới nhất làm trầm trọng hơn mối quan hệ vốn đã xấu đi từ lâu của Bắc Kinh và Washington. Mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ đang trong thời điểm tồi tệ nhất hàng thập kỷ qua. Không có chính phủ nào cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, hơn chính quyền Mỹ. Mỹ sẽ nhận hậu quả nếu có hành động thù địch với Trung Quốc. Mâu thuẫn trên đã có từ trước khi chính quyền của ông Trump được thành lập. Mỹ là một cường quốc khu vực Thái Bình Dương và chúng tôi ở đây để khẳng định điều đó. Nhưng đại dịch Covid-19 đã làm tình hình thêm trầm trọng. Trung Quốc đã có thể ngăn chặn những cái chết gây ra bởi dịch Covid-19 có rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tình hình này, từ thương mại đến công nghệ, phạm vi ảnh hưởng các vấn đề xã hội và uy quyền quân sự, và chúng đang xen lẫn nhau. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét khía cạnh thương mại. Chưa từng có nước nào bào mòn nước Mỹ trong vòng 25 đến 30 năm trở lại đây như Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, dù cho có thâm hụt thương mại lớn, nơi cắn cân xuất nhập khẩu nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Điều đó đã khiến hai nước áp dụng thuế quan kiểu ăn miếng trả miếng hơn một năm liền, làm chậm sự tăng trưởng trên toàn cầu. Cả hai nước đã ký một thỏa thuận thương mại vào tháng Giêng, nhưng nó đã không giải quyết được các vấn đề cốt lõi. Dù Bắc Kinh đã cam kết tăng kim ngạch nhập khẩu với Mỹ, nhưng Washington vẫn đang thúc đẩy các công ty nước này chuyển nguồn cung ứng và sản xuất ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Và rồi là câu chuyện của hãng Huawei, Mỹ đưa nó vào danh sách đen các công ty công nghệ với lý do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia và cáo buộc sản phẩm của hãng này đánh cắp thông tin khách hàng, song không đưa ra được đủ bằng chứng. Đây là một rủi ro bảo mật, anh không nên coi đây là một lợi ích thương mại mà hãy coi nó là một mối đe dọa với thông tin cá nhân của người dân nước này. Huawei phủ nhận các cáo buộc và nói rằng Washington muốn kiềm hãm sự tăng trưởng của mình vì không có công ty nào ở Mỹ cung cấp các loại công nghệ tương tự với mức giá cạnh tranh. Mỹ cũng đã bắt đầu coi các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc như là các đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài và đã cắt giảm số lượng nhà báo được phép vào trong khu vực các văn phòng nước này. Đáp lại Trung Quốc đã trục xuất hàng chục phóng viên Mỹ và yêu cầu các cơ quan truyền thông của Mỹ phải gửi thông tin chi tiết về hoạt động của mình tại Trung Quốc. Hàng loạt vấn đề khác như việc Mỹ đã củng cố lập trường của mình trên biển Đông, trừng phạt các quan chức Trung Quốc về luật an ninh mới của Hồng Kông và lên án cách Trung Quốc đối xử với cộng đồng người thiểu số Duy Ngô Nhĩ cũng có phần làm mối quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Ngoài ra chúng ta không thể không kể đến đại dịch Covid-19 toàn cầu, thứ mà ông Trump mỉa mai là virus Trung Quốc. Đại dịch toàn cầu này hoàn toàn là một sản phẩm của Trung Quốc. Tất cả những rãng nước này nới rộng khoảng cách ngày càng lớn giữa các cường quốc hạt nhân. Kết quả của tất cả những tranh chấp này vẫn chưa được biết rõ, nhưng điều rõ ràng nhất là một kỷ nguyên địa chính trị mới đã được bắt đầu.